Hello anh em đã quay trở lại với kênh nhé. Bây giờ mình sẽ làm vụ tiếp thôi. Trước ra mình đã mua cái chiếc liên hoa ha. Đường này, bảo này. Lỡ lỡ vụ này ưng liền à, đắt hả à, qua thời gian nó mới đi hả. Suy nghĩ đắn đo bây giờ không ý ông thị trường thật là nó chút sao chém xuống càng chạy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Anh chàng trai, nhìn người có quen chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa? À, thôi, ta làm sao ta quên được. Tới đúng lúc lắm, ta có việc nhà ngươi. À, cái tên này gọi chỗ hai anh trẻ đá. Ta hiện tại cần lượng lớn các loại cấp thấp như đồng, sắt, kim, ngược kiếm được. Ta có thể lấy hai tiết ra làm việc đổi. Tiết cùng thép thôi để tạo vũ khí thượng hạng thì có giá cả, giá mà không bán cái nào đều với người mà nói cũng tại chứ à, đúng rồi. Chuyện này ta không chỉ nhờ mỗi người, nếu thân thiết bị người khác thì ta sẽ rời khỏi đây ngay. Lỗi không ta thiếp gặp hay những liệu có tiền cũng không mua được này, giá trị không đi cùng giá thành. Vì sao lại đồng ý mang đi lấy đống khoáng thạch cấp 6 chứ? Đúng vậy, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy trừ khi hắn là tên ngốc, có điều bất cứ điều gì cũng phải lệ. Cho nên nguyên nhân trưởng quỹ làm như vậy là vì thực ta giờ đây không thiếu tiền, làm ăn chỉ là ở ngoài ngao du lấy cớ chính và vợ ta. Nhưng vừa hay có người bạn cần gấp lớn khoáng thạch, chỉ quan tâm số lượng không chất lượng, dường như chúng dùng để nghiên cứu khối phương nào đó. Tin đó thu gom khoáng thạch ta mới đưa ra điều kiện tốt như vậy. Kêu cái gì á, cái gì đái phổ hả?
Thì chúng tôi không có nhất tiệm chúng ta bên trong có gục khách quen. Công tử muốn nghe tôi nói chuyện không? Công tử muốn công tử. Gù này là của ngươi là gù gì? Ta uống vào giống như đặc biệt. Ta có. Đây là gù. Là chân quý. Ta đuối theo con hầu tử chạy khắp nơi, mai phục mấy ngày liên tục mới không dễ dàng gì bắt được một con khô rượu. Trong quá trình sản xuất không thể nhiễm chập khí của phàm nhân, nó trắng ra là chính là hầu như tử này à. Nhưng mà nghe nói gù này không dễ tìm. Thử hỏi một chút, người mai phục được đám khỉ con này ở đâu? Thật không giấu giấu, rượu hết sức đặc. Ta chẳng qua chỉ là người lúc liền thèm tới con sâu rượu chui thẳng vào bào. Bạn không thể lập tức làm ra 10 bình uống cho đã đời. Xin ngươi thương tình nói cho ta biết đi mà. Tiểu tử ngươi cũng biết nhận hàng, ta tán thưởng ngươi, đám khỉ con kia sẽ xuất hiện dùng ngoại thành đại nghiên chấn nhưng lại rất lanh lợi. Vừa đến gần là bỏ chạy ngay, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý đuổi theo. Không cốc hết nửa ngày mới được. Cái vụ này nhiều chính nè. Đi làm mình không thi tử mà. Mà vẫn phải đi làm đó. Gì? Con khỉ con này lên lẹ dùng công phu mà có tứ tán không biết gì nào, không biết nó trở lại hay không. Được chưa? Ok, mình có con khỉ đâu mà. Không khí nữa. Hầu nhi tử. Như đưa trong xe cũ hả? Hoặc bài gì cái gì?
Ủa sao không giao nộp được ta? Như tủ nè. Được. Được. Để làm lại. Rồi gì hết. Được rồi mà. Ý.
Chắc xong chưa? Chắc xong hả? Hết thể. Mình hầu như tủ rồi. Có hiểu thiệt. Không đi thôi. Chủ nè. Đi clip lạc thôi. Hoan nghênh đi vào làng của chúng ta. Sao hả? Chuyến đi này cảnh chí vinh Ngọc Long Tuyết Sơn quả thật không thể a. Ừ, trên núi tuyết này không khí trong lành, cảnh quan bao la hùng vĩ khiến cho người ta chỉ muốn ở lại đây mãi. À đúng vậy, so với Mộc Phủ, cuộc sống trong núi rừng vẫn phù hợp với chúng ta hơn. A Đắc A Khắc cũng ra ngoài một lúc lâu rồi, nói không chừng sẽ có một vài tình báo có ích. A Đắc A Khắc, ta có một số việc muốn hỏi người. Có gì đâu, cứ hỏi là được. Ngoài ra bằng hữu thân tính của ta cũng gọi là A Khắc, ngươi cũng xưng hô như vậy được rồi. Được, sau này ta sẽ gọi ngươi như thế. Tốt. Tuy huynh, ngươi muốn hỏi cái gì? Ừ. Không sai, con điêu kia cũng không phải chim của bản địa, không ai thấy qua, cũng không biết nó từ đâu mà tới. Chúng ta chỉ biết là hai cánh của nó trắng nõn như tuyết, hình thể to gấp mấy lần chim ưng săn mồi. Chúng ta liền gọi là Tuyết Dực Điêu. Tính tình Tuyết Dực Điêu cực kỳ hung hãn. Vào một ngày mùa đông 3 năm trước, nó xuất hiện lần đầu tại núi tuyết của chúng ta. Cho đến nay, liệp ưng bị nó săn đã hơn 100 con. Ai nhiều như vậy? Ừ, mà Tuyết Dực Điêu kia hình như chỉ dùng thịt ưng làm thức ăn, cũng không ăn gì khác ngoài liệp ưng. Cho nên ta nhất định phải đi săn nó, là chúng ta không thể mất thêm liệp ưng nữa. Như thế à, nhưng Tuyết Dực Điêu kia lợi hại như vậy, các ngươi làm sao săn nó? Ừ, sau khi bàn bạc, chúng ta quyết định sử dụng tê liệt độc dược đối với phó với nó. À, độc dược, các ngươi muốn hạ độc Tuyết Dực Điêu. Đây không phải là loại độc lần trước ta chúng chứ, vậy thì khó chịu.
Tiết dực điêu kia mạnh mẽ khác thường, như không dùng tê độc dược liều lượng cao chỉ sợ là bắn không được nó. Như thế à? Vậy lần sau đi săn nhất định có thể bắt được tiết dực điêu dễ như trở bàn tay. À, có lẽ vậy. Chỉ là một mặt đối với chuyện này ta cứ luôn do dự, rốt cuộc có nên dùng độc hay không. Cái này còn do dự cái gì nữa chứ? Con chim kia ăn thịt nhiều chim ưng của các ngươi như vậy, nếu như lấy thực lực chiến đấu cùng tiết trực điêu cũng nên chịu, nhưng dùng độc dược này sẽ tạo thành thống khổ cực độ cho tiết trực điêu. Dược này ta vẫn không muốn làm. Cái này A Khắc vậy mà lại làm cảm thấy khó xử vì chuyện này. Vì bảo vệ làng, dùng độc săn điêu là việc nhất phải làm. A Khắc suy nghĩ cho đại cục, có đôi khi là nhất định phải từ bỏ nguyên tắc của mình, dùng độc săn chim mới có thể bảo đảm làng tiếp tục tồn vong chứ. Cái này ai? Đây chính là cách giành phần thắng tốt nhất. Đại ca. A Quý, xảy ra chuyện gì sao vội vàng như vậy? Là, thì tuyết trực điêu nó lại tới săn liệp ưng của chúng ta. Tuyết trực điêu kia lại dám chạy tới tập kích làng. Chiến lực của làng ta đã bị nó săn suy yếu nhiều, chắc hẳn làm nó yên tâm không sợ gì cả. Chú huynh, ta phải đi săn con điêu này, thứ cho ta không tiếp. Nó hay lắm. A Quý, để cùng tôi lên, chúng ta đi thôi. Không ngờ tiết chức điều này thích phát như vậy, là trực tiếp tập kích làng xóm. Có lẽ ta nên tham gia náo nhiệt xem cảnh bọn hắn săn điêu. Tiến vào đây. Đây. Ghê tởm, đọc hẳn đi. Ồ, thì ra là tuyết trực điêu, nhìn quả nhiên rất mạnh. Ai khác, ta đến giúp người. Quỳ Quỳnh, sao người lại tới đây? Tuyết trực điêu cực kỳ hung mãnh, ta không rảnh chú ý đến người đâu. A Khắc, ngươi nói lời này coi như xem nhẹ ta. Ta nếu là đối phó với nghệ, chỗ nghệ không có lòng tin sẽ còn chạy tới giúp con. Giúp con này náo nhiệt sao? Tốt, vậy liền mời Tuyết Quỳnh trợ giúp ta. Ưng liệp nhân một chút sức lực. Nói hay lắm. Lúc này A Đắc, A Khắc từ trong ngực lấy ra bình nhỏ, đem bên trong chất bột lỏng bôi ở phía trên bó mũi tên. Các vị tại bó mũi tên thoa lên độc dịch làng toàn tiếp tục đi dùng. Chúng ta lần này có thể hay không săn được tiết dịch tiêu, vì làng trận chiến này thôi chỉ có thể thắng không thể bại. Khí thế thật mạnh, A Khắc không hổ là ưng liệt nhân thủ lĩnh. Quy quỳnh chúng ta lên. Được. À giác. Được, A Khắc vẫn là trận chiến này nhân vật trọng yếu, A Khắc cũng không thể chết. Đồng người bạn ơi. Mất hụt. Rồi, không rồi, hụt luôn rồi. Rồi. Cái bò gì? Cái này tuyết trực điêu rõ ràng đã gần như khí tuyệt, lại như cũ tiếp tục chống cự. Hình như dần dần không hề chống chống cự nè. Giác. Con tuyết trực điêu này mặc dù ương ngạnh nhưng đã trở thành tương đương uể oải. Tương đối uể oải hả? Chết chết nè. Chà. Đồng giác à, tốt quá, tuyết trực điêu đã không có thể có khí lực. Mọi người lên nào, đem tuyết trực điêu cho bắt giữ.
Thiệt. Đại ca, con chim này ăn nhiều liệp ưng của chúng ta như vậy không có lý do để nó tiếp tục cuộc sống. Đúng vậy đại ca, vì liệp ưng bị chết báo thù. Không thiết triệt tiêu mặc dù ăn chúng ta có nhiều liệp ưng nhưng đi săn dù sao xuất từ thiên tính, trước mắt chỉ cần chế phục nó thật tốt. Chúng ta đến tiếp đến đi săn không phải để trả thù. Có thể thế nhưng là đại ca, tiếp tốt việc này không cần nhắc lại. Tuy huynh, được người trợ giúp lần này liệp ưng mới có thể thuận lợi như vậy. Ta đại biểu ưng liệp nhân bộ lạc ở đây cảm ơn người. Đây là nơi nào? Thân là giang hồ vốn nên giúp đỡ cho nhau, không cần phải nói lời cảm ơn đâu. Tốt tuy huynh, người bằng hữu này ta a khắc đúng là Lêu Dịch. Nhưng bây giờ tuyết dược điêu đã trúng độc, hiện nay sợ là đau nhất khó chịu, ta phải chức mang nó hồi làng xử lý thương thế. Chú huynh, mấy ngày nay như có rảnh rỗi có thể lại đến làng chúng ta. Tốt, ta sẽ đi qua. Chúng ta liền về làng đi. Được, tùy đại ca. Ừ. Bất quá mặc dù thành công săn được tiết trực điêu A khắc nhưng vẫn không liền đến ưng mô liệp đi xem một chút tình huống đi. Rồi mình đổi cái áo khác đây. Nó này nó diêm vúa rồi. Đây đi ha. Khắc tuyết trực điều thương thế ra sao rồi? Ừ kia tuyết trực điều tại đưa về làng cứu chữa trên đường, mất máu quá nhiều đã chết. À chết rồi. Cứ việc sinh mệnh lực lại cường hãn, cuối cùng vậy không thể tránh khỏi cái chết. A khắc hướng chỗ tốt nghỉ ngơi. Ngươi vì làng giải quyết một lần cửa ải khó, mọi người sẽ tiếp tục an ổn cuộc tại trên tuyết sơn sinh sống. Huống hồ nó ăn cắp ngươi nhiều như vậy liệp ưng, là nên giết nó cho các ngươi liệp ưng báo thù đâu. Nhưng tiết trực điêu đúng là con trân cầm hiếm thấy, có thể nào vì thù riêng mà giết nó. Tuy huynh, ta vốn định nếu có thể đem tiết trực điêu cho bắt xuống, ta liền thử đi thuần phục nó. Ô thuần phục nó ô có lẽ có như, nhưng thật ra là có thể bị thể bị thần phục, nhưng mà nếu là bởi vì cù hận mà giết nó lại tước đoạt cơ hội sống của nó. Cái này nhưng làng lý ưng liệp ưng nhân đều cừu thị lấy tiết trực điêu đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn giết nó cho nó các ngươi liệp ưng bị chết báo thù? Tùy huynh, với ta mà nói đi săn vốn là chuyện công bằng, luôn có một phương lại bởi vậy chết đi, còn bên kia thì có thể tiếp tục sống sót. Chỉ có như vậy, tự nhiên vận hành mới có thể duy trì cân bằng. Đây cũng là mục đích ưng liệp nhân chúng ta tồn tại. Nhưng ta như là vì bình phục trong lòng cừu hận mà đi sát hại tính mạng của hắn. Như vậy, khi đó chúng ta đã không còn là thợ săn ưng, mà chỉ là cái gì thỏa mãn bản thân, hướng tới tư lợi, giết hại sinh mệnh khác, người trả thù. Phương pháp như vậy, ta còn không cách nào gật bừa. Không nghĩ tới A khác sẽ nghĩ như vậy. Việc này liền không nói chuyện nhiều. Tôi yêu huynh, chúng ta nên vì chuyện giải quyết tuyết dực điều ăn mừng một phen, đồng thời cũng ăn mừng A khác. Đã tết vào, tôi yêu người bằng hữu này. Liền đem tô du trà thợ săn ưng chúng ta đặc chế mang tới, cùng tôi yêu huynh cộng ẩm ma. À, được rồi. Tuy nhiên những lúc như này không phải điều uống rượu sao? Sao biến thành uống trà rồi? Mong rằng tôi yêu huynh không muốn từ chối. Đúng, đây là đương nhiên. Vậy ta sẽ
Ô sẽ cùng các thợ săn ưng uống trà, ăn mừng một trận. Rất tốt, Thủy Huynh mời nào. Đêm đó, chúng ưng liệp nhân tại làng Lý Dân lên lửa trại. Chủ nhân nhóm đều tham dự trận tiệc này, phi thường náo nhiệt. Ban đêm như vậy tự nhiên là không thể thiếu rượu ngon. Rượu ngon nhưng A Đắc A Khắc đối mặt rượu ngon lại là liên tiếp chối từ. Tại A Khắc vì chú ý ân tình miễn cưỡng uống mấy chén về sau, liền dẫn ngủ thật say không còn tỉnh lại. Tại lửa trại thợ săn ưng vui sướng mời rượu lẫn nhau, nạp tay nữ tử ở trong đám người xuyên thẳng qua vận rượu. Mà đám trẻ con thì cùng liệp ưng, cùng đàn sói đồng loạt vui cười, vui đùa ầm ĩ. Nhưng trông thấy tình cảnh như thế mới ý thức được, bình thường hòa bình như thế đúng là không dễ có được. Ai? A Khắc vậy mà uống say như thế còn ngủ cả đêm, khó trách hắn có thể nói tu du trà uống, rõ ràng là bản thân không thể uống rượu. Bất quá con này làng vị trí tại trên núi Tuyết Sơn đã rời xa huyên náo, lại có thuộc về sự bình tĩnh, quả nhiên là chỗ tốt. Đúng, nghĩ như vậy đúng. Đứng dậy, Mộc phủ có Mộc Sơ đang quản lý, Đại Nghiêm trấn chị An có Mộc Khuê đang tỏa trấn. Mà con ưng liệp nhân tụ lạc thì có A Khắc lãnh đạo. Xem ra chỗ này hòa bình sẽ còn duy trì một lúc lâu. Tuy nhiên buôn ba hồi lâu vẫn là không tìm được bất luận tình báo gì về quan hệ thiên thư. Đúng, trước quảng trường trà trang bị người luôn luôn nói liền không dứt, nói không chừng có thể thám thính cái gì đó. Liền hướng trà trang đi một chuyến đi. Trang à. Vô thành thôi. Khách quan muốn mua lá trà. Không, ta không cần. Là khi con nấu rượu được không? Mình có hồi mà. Chán ghê. Ngồi phía trước trà trang kia không phải là quái lao đầu trước đó dạy ta nhiệt trà sao? Cứ bệ bệ ngồi ở đấy như thế không sợ nhẫn gà. À đây nè. Ở đây. Lão già này ngồi đây làm gì? Khó mà gặp được tới chào mấy câu họ đi. Tiền bối, tại sao người lại ở chỗ này, không sợ bị nhân viên của trà trang nhận ra sao? Quái lạ, lại không để ý đến có người, hiện tại cũng không có trà nóng. Chừng mắt nhìn lên bàn làm cái gì? Mà lại không phải là chừng mắt nhìn lên bàn, mà là lăng chăng lăng lăng chừng mắt về phía trước. Ánh mắt của ông già này nhìn lâu có chút áp lực a. Tiểu tử, ngươi thật sự không nhìn ra. À, lại đọc chuyện nói chuyện rồi. Lão tiền bối, lời này là có ý gì? Nếu như ngươi muốn nói tới cái bàn này hoặc là sân khấu kịch phía trước vậy thì có gì đáng xem? Hay, uổng phí đợi ngươi ở Đại Nghiên Trấn lâu như vậy, ngươi thật sự một chút cũng không nhìn ra. Tiền bối, ngươi cũng đừng lại khiến người khác tò mò chứ. Tiết lộ một chút cho giảng bối biết. Giảng bối cũng tốt ứng đối nha. Ừ, cũng được. Coi như lúc trước ngươi đã thay ta làm chống trà. Ta sẽ nói cho ngươi nghe cho kỹ. Ta thấy không tới mấy ngày nữa, Mộc phủ sẽ có nhiều loạn lớn.
Tiền bối, cơm có thể ăn bậy, nhưng cái này không thể nói lung tung được nha. Ta thấy đại nguyên chấn này là một mảnh đất yên bình, ngươi nói mấy ngày tới sẽ có đại hạn, đại loạn, ta chắc chắn không tin. Hè hè, lời ta vừa nói có phải lung tung hay không, ngươi cứ tận mắt mà xem. Nếu như ngươi thật sự không biết vậy thì ở lại đây mấy đêm đi xem có chuyện lớn xảy ra hay không. Nhưng ta sao, một ngày cũng không muốn đợi thêm, chuyện rắc rối này ta vẫn là có cách càng xa càng tốt. Là từng mối này vì sao mà chắc chắn như vậy, cứ cho là có võ công cao cường cũng sẽ có lúc nhầm lẫn chứ. Được rồi, ta phải đi rồi, người bạn cũ của ta lại thu sạch, đợi ta đi cứu hắn rồi. Tiểu tử đến lúc đó chọc phải chuyện phiền toái gì cũng đừng trách ta không nhắc ngươi chứ. À, lại biến mất rồi, cao thủ Vô Lâm bây giờ đều thoát ẩn thoát hiện như vậy sao? Nhưng mà một phủ gặp loạn sẽ không phải là thật chứ? Bất luận là thế nào, nhiều thông tin một chút cũng tốt. Cứ đợi mấy ngày ở Đại Nguyên Trấn xem có thật sự xảy ra chuyện gì hay không. Mấy ngày nay lặp đi lặp lại buôn ba cũng đã rất mệt rồi, liền đến khách sạn ta túc một đêm đi. Duyệt Lai khách sạn. Duyệt Lai khách sạn ở kia không? Phòng ngủ lầu 1. Được, ta sẽ lại nghiêng trắng đợi thêm vài ngày xem thử lời cô lão đầu kia có phải thuận miệng bịa chuyện hay không. Ngủ thôi. Bên ngoài phòng khách à. Đậu xanh đã hơn nửa đêm rồi, bên ngoài sao lại ồn ào thế? Có định để cho người ta ngủ hay không? Không phải thực sự xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đây. Người chưa nghe sao? Tổ yến của lão gia xảy ra chuyện rồi. Cái gì xảy ra chuyện? Một phủ lớn như vậy có xảy ra chuyện gì? Ta nào có biết, nhưng ta nghe về bên trên đường nói, giữa chừng hội yến đột nhiên xảy ra biến cố. Sau đấy đại gia liền khẩn cấp triệu tập vệ binh đến trấn canh giác và tuần tra. Người như một phủ có đồng đại gia và nhị gia bảo vệ, cho dù có gì gì đáng ra cũng sẽ chẳng mấy chốc mà giải quyết được chứ. Hay ta cũng nghĩ như vậy, nhưng làm sao tính trước được số trời, đừng quá lạc quan như vậy. Hỏi yến xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ lão già kỳ quái kia nói đúng thật. Xem ra chắc chắn phải tới một phủ một chuyến rồi, xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn gì nữa, cẩn thận cho ngươi nếm mùi đau khổ. Hưng tàn vậy, tên chị bên này uống nhầm thuốc à? Hai đại gia khẩn cấp triệu tập bọn ta tới tuần tra trên trấn, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đến vậy? Không phải là Thổ Yến xảy ra chuyện rồi chứ? Thổ Yến quả nhiên xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Gần đây có tiếng ồn ào chuyện đến, mau đuổi theo, lần này đừng để dâm tặc chạy. Chỉ bằng đám các ngươi, lão tử đến cộng long cũng không mất. Ai, xem ra các ngươi lần này đã chuẩn bị chu toàn. Dâm tặc, nhìn ngươi lần này còn có thể chạy nữa chỗ nào? Hắc, muốn chạy quá đơn giản, lão tử bình thường bất quá là đùa với các ngươi thôi. Đừng khoác lắc nữa, thúc thủ chịu chối hay là giải quyết tại chỗ, ngươi chọn một đi. Có bằng lĩnh các ngươi đến rồi. Cái này, lần này phải làm sao, đi đâu tìm hắn?
Đi đâu tìm? Dâm tặc đương nhiên là chạy theo mong phụ nữ rồi. Bên kia nhiều phụ nữ, sang bên đó đi. Vấn đề là biết thì đã làm sao? Chẳng lẽ mỗi người vác một cái thang đuổi theo hắn? Vẫn là mang người cùng có bản lĩnh dựng nóc băng tường trên nóc nhà. Dâm tặc này nếu là cao thủ khinh công, không phải là người chúng ta có thể đứng phó. Ta sẽ hồi bẩm cho đại nhân tất cả giải tán đi. Không biết trên thị trấn có nhiều con gái sẽ là nơi của dâm tặc đợi đó. Đây là một phủ đúng không? Phủ hả? Một phủ. Đóng phủ. Chuyện nhân phủ. Ủa, gì mà phủ ở đâu? Kia. Ngoài bên ngoài. Nhầm nhầm nhầm. Ngoài trấn mới là một phủ. Đây một phủ đây. Mặc dù nghe nói thọ yến xảy ra chuyện nhưng trên trấn lại không có gì dị trạng. Đúng, dù sao ta có lệnh bài liền đi vào một phủ hỏi một chút một sơ xảy ra chuyện gì. Tiểu hiệp, nơi này. Tiểu hiệp, người trong ngực cái đó là một phủ lệnh bài. À đúng, thế là một sơ cho ta. Người có thể xưng hô tục danh đại gia. À, người đang nói gì đấy? Ta cùng nhà các ngươi đại gia thế nhưng là bạn cũ, còn không mau mau để cho ta vào. Cái này gõ thiếu hiệp mau mau gửi đến. À, nghĩ không ra lệnh bài này là hạng như vậy. Một phủ vệ binh đều cần khách khí với ta ba phần. Thiệt. Đêm khuya không tiếp khách. Ồ, để ban ngày ha. Được chưa? 10 giờ đêm được chưa? 20 giờ đêm. Rồi, quay lại ha. Đừng có lại khó xử tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ biết là đứng gác, cái khác hoàn toàn không biết. Đúng, một sơ vậy mà đối với một phụ đã truyền đạt phong tỏ lệnh. Liền ngay cả đại môn đứng gác, vệ binh cũng không biết tình huống. Xem ra sự kiện phía sau không đơn giản. Được rồi, đã cửa chính không được, vậy liền vào tường sáo đi nhìn một cái. Nhìn có thể hay không trở thành cho mình tiến vào một phố. Ok, vậy là nó không cho mình vào cửa chính thì mình vào cửa phố. Đây. Đi xe á mà. Lên nào. My.
Sao nó biết mình đâu vậy trời? Lúc này, ngươi nghe thấy trong phòng nghị sự truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. À, bên trong có người đang cãi nhau. Đi qua nghe một chút xem sao. Ngươi định tìm A Khắc về đây? Không sai. Mộc Phủ xảy ra chuyện đại sự như vậy, hắn là muốn tìm hắn trở về, cùng nhau bàn bạc hậu sự. Là tiếng của Mộc Sơ, tiếng còn lại có vẻ là Mộc Khuế. Hắn đã rời khỏi Mộc Phủ lâu như vậy, không quen công việc nội bộ, hắn có thể giúp đỡ được cái gì? Mộc Khuế, A Khắc chẳng là một phần của gia đình chúng ta, hắn có nghĩa vụ biết những việc này. Huống hồ, dùng danh hào Tuyết Sơn Thần Ưng của hắn, hắn chỉ cần trở về thì có thể mang lại sự yên ổn cho Mộc Phủ. Đại ca, đối với ngươi mà nói, A Đắc A Khắc rốt cuộc là Tuyết Sơn Thần Ưng hay là tam đệ của chúng ta? Mộc Khuê, hiện tại phải lấy đại cục làm trọng. Đại ca, chẳng lẽ an phận ở một góc chính là đại cục của ngươi sao? Ngươi ơi, Mộc Khuê, ngươi thật sự muốn tranh cãi với ta chuyện này khi mà cha vừa tạ thế sao? Mộc Đắc chết rồi, chẳng lẽ là tại Thọ Yến? Ừ, ngươi là giáo già kia suốt ngày trốn ở trong một phủ này, nói suông cái gì là nhân nghĩa lễ chí tính. Ta thấy, các ngươi chỉ là hạng người ham sống sợ chết, sống không có mục đích. Mộc Khuê, có một số việc không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Không đơn giản, hừ, sau khi đổi họ Mộc, chúng ta đã dứt bỏ toàn bộ vinh quang của Tổ tiên và bộ tộc lại biết sao. Muốn các ngươi thành quân chiến đấu đương nhiên không đơn giản. Mộc Khuê, đừng gọi ta như thế, ta tên là A Đắc A Khuyết. Mộc Khuê, chẳng lẽ ngươi thực sự chỉ là cái danh hảo ấy để nhân dân của Đại Nghiên Chấn vào biển lửa? Đại ca, ngươi cho gần đây là hư danh. Mộc Phủ, nếu đưa ngươi vào quản lý, có lẽ thậm chí ngươi vốn họ gì cũng quên rồi. Nước mạnh chỉ nhờ cường binh. Nếu ta lãnh đạo các tộc nhân, ta sẽ chiến đấu hết mình, củng cố trật tự, mở rộng lãnh thổ. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn dắt tộc nhân hướng tới phồn thịnh. Mộc Khuê, ta sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ừ, ta làm việc không cần ngươi cho phép. Muốn ngăn cản ta, ngươi cứ thử xem. Wow. Nghe có vẻ không ổn lắm à. Mộc Đắc chết rồi, hai người đứng đầu trong nhà lại tranh cãi, hoàn toàn không đồng thuận lẫn nhau. Xem ra lão già kỳ quái kia nói không sai, Đại Nghiên Chấn quả thật phát sinh đại sự, hơn nữa còn là đại sự cực kỳ lớn. Ừ, ta thấy vẫn là sớm chuẩn bị rời khỏi Đại Nghiên Chấn, trước mắt tránh khỏi dân này. Thiên thư về sao tính tiếp. Ngươi là người phương nào lén lén lúc ở đấy? Bị phát hiện rồi. Ừ, tặc nhân, dám xông vào Mộc Phủ, buông tay chịu chó đi. Ê, đơn giản thôi. Sau lưng bạn ơi. Sau lưng. Hô. Võ công của vị đại thúc này rất mạnh, phối hợp với cây trường kia thật sự là khó đồng vào. Tiểu tử võ công không kém, lại tới một phụ trong cấp, không cảm thấy xấu hổ à? À, dù sao ta cũng không thẹn với lương tâm, ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi? Đồ Lạc, hãy mời vị bằng hữu ngoài của cửa vào đi. Chuyện này đại gia, chỉ là một tên tiểu tặc tự tiện xông vào một phủ, đợi tại hạ hàng phục hắn. Nên này, Đồ Lạc, lão đại nhà các ngươi muốn mời ta vào, ngươi vẫn dám giết ta? Đồ Lạc, không sao, mời hắn vào, ta có lời muốn nói với hắn. Được rồi, tiểu tử, theo ta bay vào. Được, dẫn đường đi. Nếu như bị cuốn vào chuyện đại sự này, thật sự không ổn lắm. Đành tùy cơ ứng biến đi, tình hình không khống chế được nữa rồi. Ồ, quả nhiên là tôi yêu thiếu hiệp. Ta nghe nói tiếng nói chuyện, đó liền biết là ngươi. Vậy này là vị thiếu hiệp kia, tên là Tôi Yêu Game, Ngọc Long Tuyết Liên Hoa, lúc trước chính là vị thiếu hiệp kia hái về. Nhưng Tôi Yêu Thiếu Hiệp sao lại đột nhiên tới nơi này? Ta đã hạ lệnh phong tỏa Mộc Phủ, ngươi bây giờ không nên ở đây. Chuyện này thật không dám giấu, ta tới đây là vì điều tra xem rốt cuộc Đại Nghiên Chấn xảy ra chuyện gì. Chỉ vì tò mò sao?
À, có thể nói như vậy. Lời của Tiêu Thiệp, đệ nhân tin tưởng. Đúng lúc Mộc Phủ cũng có chút vấn đề, muốn hỏi xem Tiêu Thiệp nghĩ thế nào. Mộc Sơ, muốn nói cái gì thì nói thẳng đi, không cần phải quanh co lòng vòng. Tôi Thiếu Hiệp cũng nghe thấy chúng ta nói chuyện rồi đấy, hẳn là đã rõ hiện nay Đại Nghiên Chấn đang gặp phải khủng hoảng về cả bên trong và bên ngoài. Hoàn toàn chính xác, Mộc Đắc chết rồi, chuyện này nếu chỉ ra ngoài Đại Nghiên Chấn chắc chắn sẽ lâm vào khủng hoảng. Mà tên Mộc Khuê này thì tràn ngập giả tâm, còn dự định chinh phạt bên ngoài. Đến lúc đó, việc Đại Nghiên Chấn rơi vào hỗn loạn chắc chắn sẽ không thể kiểm soát. Tôi Thiếu Hiệp, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tên Mộc Sơ này tuy nói tín nhiệm ta nhưng vẫn muốn ta tỏ thái độ Nhưng nếu là ta thì ta sẽ làm thế nào đây? Mộc Sơ, ta thấy hiện tại Đại Nghiên Chấn đang trong ngoài hỗn loạn, đương nhiên trước lấy đại cục làm trọng, ổn định thế cục làm ưu tiên. Hừ, lại một tên mềm yếu vô dụng. Ta lên chấn lùng bắt tên thích khách kia. Nội chính trước mắt giao cho ngươi, Mộc Sơ. Hai. Mục phủ xảy ra chuyện này thật là khiến tôi Yêu Thiếu Hiệp chê cười rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Mộc Khuê có nói tới thích khách lại có chuyện gì xảy ra. Ô đem sự tình nói cho ngươi cũng không sao. Hôm trước là thổ yến của một thiên dương chúng ta. Nhưng trong lúc diễn ra thổ yến, lúc mà mọi người đang vui vẻ uống rượu, đột nhiên có một tên thích khách xuất hiện đâm trúng một thiên dương. Kinh công của tên thích khách đó thật sự quá tốt, vệ binh của chúng ta chơi tới, nhưng đều không thể bắt được hắn để cho hắn trốn thoát. Nhưng tên thích khách đó rõ vẫn bị đả thương nghiêm trọng, chắc chắn trốn không xa được. Để biết rõ ngọn nguồn, nhất định phải bắt sống hắn trở về. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ừ, chính là bởi vì chuyện xảy ra như vậy, ta mới đưa Đắc A Khắc về Mộc Phủ. A Khắc bằng thực lực lấy được đại danh Tuyết Sơn Thần Ưng. Nếu như hắn trở về, nhất định có thể khích lệ tinh thần của mọi người trong Mộc Phủ, cũng là để kiềm chế được Mộc Khuê. Kiềm chế Mộc Khuê. Trên thực tế, ta đã gửi người đưa thư tới Ưng Liệp bộ tộc, nhưng không có tin tức trở về. Ta nghi ngờ rằng phía sau chuyện này còn có âm mưu lớn hơn nữa. Nhưng kẻ chủ mưu là ai, mục đích là gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Mặc dù Mộc Phủ thế lực lớn, nhưng Mộc Phủ ở ngoài sáng, địch ở trong tối, nghĩ thế nào cũng rất bất lợi. Tôi Yêu Thiếu Hiệp, tệ nhân có lời thỉnh cầu. Tệ nhân thấy Thiếu Hiệp gõ không cao cường, cùng chung ý tưởng, xin Thiếu Hiệp hỗ trợ tiến về Ưng Liệp bộ tộc, đem chuyện này nói cho A Khắc. Muốn ta đi chuyên tính? Đúng thế, hiện tại Mộc Phủ không có nhiều nhân thủ, nên phải dựa vào những người có tài năng như Thiếu Hiệp. Một khi dính vào việc này, muốn thoát ra chỉ sợ không dễ dàng. Mộc Sơ lại nhờ ta như vậy biểu thị sự việc đã rất nguy cấp, mà A Khắc ta cũng là chỗ quen biết, về tình về lý chuyện nhờ vả này chắc chắn phải giúp. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Tốt rồi, có tôi Yêu Thiếu Hiệp sẽ giúp, Mộc Mẫu an tâm rồi. Sau khi mọi việc thành công, Thiếu Hiệp cần một vụ chúng ta sẽ giúp. Thiếu Hiệp cái gì, cứ việc nói là được. Nói hay lắm. Cười dạy truyền tin cho A Khắc, xin làm phiền Thiếu Hiệp. Mà khác theo tệ nhân hỗn đoán, đường lên Ngọc Long Tuyết Sơn không chừng sẽ có quê phục. Thiếu Hiệp ngàn lần cẩn thận. Được, chờ tin tức của ta, ta đi một chút quay về. Trên đường mai phụng ha. Đây nhiệm vụ. Người kế nhiệm theo. Biết à? Mình nhận được cái hầu nhi tử tủ mà gì không có ta bình thường.
rồi kìa. Nhà khác đi. À khác. Hả? Tuy huynh có chuyện gì mà vội vàng thế? Các tình huống khẩn cấp ta sẽ nói ngắn gọn. Mộc Thiên Dương chết rồi. Chuyện này, cha. Chuyện xảy ra ở đêm Thổ Yến. Kể lại chuyện Mộc Thiên Dương bị ám sát cho A Khắc nghe. Cho nên Mộc Sơ muốn ta đến báo cho người, hy vọng người mau chóng trở lại Mộc Phủ. Ta biết rồi, đợi ta giao phó xong công việc trong tộc, liền lập tức tiến về phòng phủ. Trước mắt tạm biệt. Rốt cuộc cũng báo tin được rồi, ta cũng tranh thủ mau chóng về Mộc Phủ thôi. Làm bạn với Liệp Ưng, làm bạn với núi rừng, đây mới là sinh vật nên có của Ưng Liệp Nhân. Tôi thiếu hiệp, mau mời vào. Cảm tạ thiếu hiệp giúp đỡ, A Khắc mới có thể trở về Mộc Phủ nhanh như vậy. Chuyện nhỏ, A Khắc, ta tìm ngươi trở về chính là hy vọng ngươi có thể trợ giúp Mộc Phủ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này. Dân lần này trở về đương nhiên toàn tâm toàn lực hỗ trợ đại ca. Tốt, có ngươi ở đây đại ca có thể yên tâm rồi. Mặt khác, A Khắc ngươi chắc cũng biết quân đội bên trong Mộc Phủ hầu hết ủng hộ Mộc Khuê. Nhưng tính khí của Mộc Khuê vốn kịch liệt, nếu như hắn nắm giữ quá nhiều sức mạnh quân đội, đại nghiên chắn có sẽ lâm vào chiến tranh hỗn loạn, binh loạn. Dù gì nhị ca tính tình thiếu niên nhận bốc đồng, hắn cũng sẽ không làm như vậy. A Khắc, đại ca cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng Mộc Khuê gần đây liên tục hành động, lại đột nhiên xảy ra chuyện này, ta không thể không đề phòng. Cái này, đại ca, ý của ngươi là ngươi đang nghi ngờ nhị ca. Đại ca, kể cả nhị ca mong muốn đạt được quyền lực, hắn cũng sẽ không làm cái chuyện thương thiên hại lý giết cha như vậy. Từ cho nên, ta mới muốn các ngươi tới điều tra. Làm như vậy cũng là chứng minh sự trong sạch của Mộc Khuê. Được, ta sẽ điều tra chuyện này, chứng minh nhị ca trong sạch. Chuyện này giao phó cho các ngươi. Tuy huynh, lúc nào ngươi chuẩn bị xong thì gọi ta, chúng ta tới đại nghiên chắn điều tra. Nhiều người cũng tốt, cùng nhau tới đại nghiên chắn đi. Nhưng đại nghiên chắn lớn như vậy, nên bắt đầu điều tra từ đâu vậy? Nghĩ lại thì Mộc Khuê gần đây có bí mật gặp ai? Okay. Về đi. Hôm nay tạm thời từ biệt, ta về Kình Thiên Trại trước để xử lý việc trong trại. Nếu xảy ra gì mà tuy huynh cần ta hỗ trợ cứu, tới tìm ta. Đây thôi. Chia tay 4 người thôi, maximum.
么事吗？Nhân sinh còn thú gì ở đây? Thích uống trà đến vậy sao? Tiểu nệ có chuyện gì không? Chị với cơ quan, yêu mày sẽ sớm mà. Để sao? Ai đấy? Vì đại nghi chấn điều tra. Ai đấy? Cái thiện phủ này ai? Vì lão chủ này hình như ngài đối với cái này thiện phủ có chút ánh háng. Xung quanh nè. Ni hao a. Khỏe bình thường. Đi đâu? Đa nhân trấn trị an, ý xương rất hảo. Đây ta. Đa nhân trấn trị an, ý xương rất hảo. Cái gì ngươi lại ăn qua hắc đại bánh bao? Hắc đại bánh bao cũng không thế mà thôi đâu. Mấy ngày trước đây ta tới nơi đây mua một viên đến nếm thức ăn tươi hoa, vậy mà tốt ăn rồi ta chưa hề liền là mùi vị bánh bao. Cha. Quả nhiên không có bất kỳ ai. Tôi quên sao lại cho gần nhị ca cùng Trà Trang có liên quan. Lần trước ta bắt gặp một khuê có qua lại với trưởng quỹ của Trà Trang, hình như bọn hắn đang có mưu gì đó. Quả nhiên người của Trà Trang đều đã bỏ đi hết. Xảy ra ám sát tiếp đó thì người của Trà Trang bỏ đi hết. Hai chuyện này xảy ra rất gần nhau, hoàn toàn có thể có liên quan. Chúng ta phải tìm xem người của Trà Trang đều đã đi đâu hết rồi. Ra ngoài hỏi thử mọi người xem, không chừng lại có hỏi thêm được gì đó. Được, cứ thế, cứ làm như thế. Ai không có trả thù. Mà đại ca, người của Trà Trang đều đấy đâu hết rồi. Người hỏi ta, ta còn không muốn hỏi người đây. Trà Trang này đã vài ngày không mở cửa, cũng không biết là trưởng quỹ và tiểu nhị biến đâu mất rồi. Vài ngày nay ta đã không có trà để uống rồi. Đã vài ngày không mở cửa rồi sao? Xem ra cũng chính là lúc sau khi xảy ra sự kiện ám sát, Trà Trang liền đóng cửa. Vậy trước khi đóng cửa, Trà Trang có xảy ra chuyện gì không? Chuyện là, đệ tử ngươi vội vã thám thính chuyện của Trà Trang như vậy có ý đồ gì? Chuyện này cũng chẳng có gì, ta chỉ muốn biết thêm một chút về chuyện của Trà Trang, như vậy ta mới có thể tìm họ trở lại để mở tiệm chứ. Ai thực sự là không có chuyện gì lạ xảy ra cả, ta chỉ biết uống trà. Đến lai lịch của tiểu nhị và trưởng quỹ của Trà Trang còn không gọi nữa là. Nhưng lúc mà Trà Trang này khai trương một năm trước, không chỉ có những chúng ta thích tới đây uống trà, mà ngay cả nhị gia cũng thường hay tới mua trà luôn. Nhị gia? Xin hỏi gì đại ca này, ngươi nói nhị ca thường tới đây mua trà sao? Hả, còn không phải sao? Ấy, đây chẳng phải là Tam gia sao? Ngươi cũng tới đây uống trà hả?
Ta thấy rất hứng thú với lịch của Trà Trang này cho nên mới hơi quan tâm một chút chuyện này ha. Nếu Tam gia đã hỏi, ta nhất định sẽ nói toàn bộ những gì ta biết cho Tam gia. Ngươi vừa mới nói Trà Trang này mới chỉ mở một được có 1 năm, nhưng Trà Trang này phát triển rất nhanh, thực sự không thể ngờ được. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng trưởng quỹ của Trà Trang ấy tên là Lý Hoặc Thương, còn đâu không biết gì khác. Cái gì cũng không biết, vẫn dám uống trà của hắn pha à? Mặt khác ta cũng nghe nói tất cả tiểu nhị hắn thuê hình như đều là người nơi khác, là ngoại nhân sao? Dân, mấy tên tiểu nhị ấy đều nói giọng nơi khác, có lúc nói chuyện với họ còn không quá để ý tới, bây giờ nghĩ lại đúng là cũng rất kỳ lạ. Các ngươi đang nói chuyện về Trà Trang sao? Ngươi cũng biết chuyện Trà Trang à? Không, chỉ là có chuyện khiến ta thấy hơi kỳ, vừa rồi nghe các ngươi thảo luận lại càng thêm nghi ngờ. Mấy hôm trước ta tự nhiên nổi hứng đi thăm các mã tử, không biết có phải đi là đi đường dài khiến ta hoa mắt hay không. Có một vài tử tăng ở đấy thật sự rất giống với một tên tiểu nhị nào đó của Trà Trang. Không, cơ bản là bọn hắn giống nhau như đúc. Hả, lại có chuyện như vậy sao? À, cũng không chừng ta hoa mắt thật. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? À khác, ngươi nghĩ sao? Ừ, không biết, không có ai biết lai lịch của tên Lý Hoặc Tương kia cả. Lại đóng cửa Trà Trang rất gần với ngài xảy ra ám sát, đơn giản là để tránh tai mắt mọi người. Mà còn, nếu như tự tăng của các mã tử kia thực sự chính là tiểu nhị của Trà Trang, vậy hiện tại bọn hắn rất có thể đang trốn ở trong các mã tử. À khác, chúng ta liền đi các mã tử một chuyến, không chừng sẽ thu hoạch gì đó. Ừ, được, chúng ta liền đi một chuyến tới các mã tử. Chỉ là nếu như điều vị khách kia nói thực sự đúng, Mộc Khuê thường xuyên đến Trà Trang mua trà, thì sự nghi ngờ với Mộc Khuê càng. Chúng ta tới các mã tử điều tra đã, chuyện khác để sau này nói tiếp đi. Ừ, cũng được, chúng ta đi thôi. Đi các mã tử hả? Bù đó. Bên này quét qua bên kia có lá rụng, bên kia quét qua chỗ chỗ mới quét xong lại có lá cây. Quét rác thật sự là một công việc rất thích hợp làm cả đời. Nơi này chính là các mã tự. Nhìn qua thì chỉ là một ngôi chùa bình thường. Tìm hiểu bốn phía trong chùa đi. Này dạ, à, không ổn, có mai phục, các ngươi có thể truy tới tận đây coi như. Nhưng bây giờ các ngươi phải chết tại đây rồi. Ừ, chỉ là mấy tên tiểu tặc làm gì được chúng ta ra. Tôi quên chúng ta cùng lên, được. Này dạ, thiệt à, tụi này nó chẳng gì sao. Chết tiệt, mấy tên này mạnh quá. Mọi người rút lui, đứng lại cho ta. Mấy tên này trốn nhanh quá. Chết tiệt, đầu mối bị đứt mất rồi. Nơi xảy ra chuyện gì? Tệ tăng là Tăng Đăng, xin hỏi hai vị thiếu hiệp nơi này xảy ra chuyện gì? Ngươi chính là Tăng Đăng, trong chùa của ngươi có phỉ tặc mai phục, ngươi cũng không sao. Phỉ tặc chuyện này tệ tăng thật sự biết. So với điều đó các ngươi đều bị thương rồi, xin để cho chúng ta trị thương cho các thiếu hiệp. Hảo ý của đại sư, giảng bối xin tâm lĩnh. Giảng bối còn có việc cần giải quyết xin cáo từ trước. Ngừng đã như vậy,
đây tệ thằng có mấy viên đang giờ cứu mình, xin thiếu hiệp nhận lấy. Đã là đang giờ cứu mình, đại sư vẫn là giữ lại để dùng đi. Được thiếu hiệp đi thông thả, tệ thằng không tiễn. Kế mai phục này chắc chắn là do Tang đăng ra ý đồ giết chúng ta ở nơi này. Ai khác làm sao ngươi biết được đây là bẫy của Tang đăng? À, có phải là không sai. Võ công mà mấy tên hắc y nhân đó sử dụng là một môn võ cổ đại thủ ấn của Phật môn, mà môn võ này chính là bạch y đích truyền của Mật Mã Các Ma Tử, cho nên những tên hắc y nhân kia chính là tự tăng của Các Ma Tử. Ừ, đúng như vậy. Cuộc mai phục này có sự hợp tác của các tự tăng, mà đây chắc hẳn là do Tăng Đăng ra lệnh. Sau đấy, nếu như phục kích không thành công, Tăng Đăng sẽ tự mình ra mặt xin thứ lỗi cho các ma tử. Nhưng chúng ta không thể trở mặt với các ma tử với Tăng Đăng. Nếu như hắn muốn, hắn chắc chắn sẽ dùng tất cả tự tăng tấn công. Đến lúc đó chúng ta có cách khó mà thoát được. Ừ, cho nên hắn mới có vẻ không sợ gì cả. Nhưng đầu mối lại mất rồi, bây giờ phải làm sao vậy? Tuy huynh đừng lo, vì việc này chúng ta vẫn là còn cơ hội. Đang ngửi thấy mùi thuốc kim sang dược rất nồng ở trong phòng ngủ. Chắc chắn trước khi chúng ta đến, tên thích khách kia vẫn còn ở trong phòng ngủ. Tên thích khách kia đã vội vàng trốn đi trước khi chúng ta tới. Không sai, mà hẳn là cũng không trốn được xa. Chúng ta phải tạm biệt rồi. Mai khắc, người muốn đi đâu? Ta tính trở về bộ tộc một chuyến, tìm lấy một con chó săn có khứu giác nhạy bén tới. Người cũng dùng chó săn để lần xa theo mùi kim sang dược. Vậy, trong thời gian này làm phiền tôi huynh đi một chuyến tới một phụ thông báo với đại ca ta về những kết quả điều tra trước mắt. Sau đó chúng ta hãy gặp nhau tại Tây Môn của Đại Nghiêm Trấn. Được, vậy chúng ta hãy đi chia tay ra hành động đi. Ok, bây giờ mình trở về Mộc Phủ à. Được. Để sao đây rồi cái hướng này mình chạy qua một lẽ hơn hay nghiêm trấn chạy lên nè. Nó bản đồ không nằm ở giữa, chạy từ đây qua bên kia. Không, nó nhẹ hơn, nhanh hơn. Dạ. Cái anh đầu chọc nó ngồi đợi tới giờ luôn. Tự đi tìm chứ bắt đợi cái này đợi kia hoài luôn. Làm việc lớn rồi. Bắt làm việc phụ nữa. Ê. Vô đây. Mà thông báo cho một sơ kết quả điều tra trước mắt thôi. Đây chính là thông tin mà trước mắt chúng ta có được. Ai không ngờ Tăng Đăng đại sư lại chứa chấp hắc y nhân trong chùa, thật không dám tin. Ngày trước tệ nhân có nghe được Tăng Đăng vẫn luôn không bỏ ý định tấn công chiếm lại quê hương, có lẽ hai chuyện này có liên quan. Tấn công chiếm lại quê hương. Tăng Đăng đại sư là lãnh đạo của Bạch Y Phái. Mấy năm trước, Bạch Y Phái thất bại trong trận tranh đấu, lui về Đại Nghiên Trấn, đồng ý giáo lý của Nghĩa Phụ mới cho họ lập toàn các ma tự này. Xem ra Tăng Đăng đại sư lôi kéo thế lực khắp nơi muốn tăng phần thắng trong việc tấn công chiếm lại quê hương. Thật là một tên đa mưu túc trí. Ừ, hiện nay khắp nơi liên tiếp hành động động thái của Tăng Đăng đại sư lần này có lẽ không hoàn toàn là xuất phát từ ác ý, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng hơn. Mặt khác, thiếu hiệp mới vừa nói các ngươi đã nắm được hành tung của thích khách. Không sai, sau khi thích khách vội trốn khỏi các ma tử có lưu lại mùi kim sắc dược rất nồng, A Khắc định đem chó săn tới truy tìm hành tung của thích khách. Ừ, nếu như tên thích khách kia bị thương nặng chắc hẳn không thể trốn được xa, mà còn phải tìm một nơi an tịnh để trị thương.
bọn chúng khả năng vẫn ở ngoại thành đại nghi chấn, thậm chí có khi còn đang ở trong đại nghi chấn. Trong đại nghi chấn, thế chẳng phải tự tâm đầu vào chỗ nguy hiểm sao? Không, lúc xảy ra việc gia phụ bị ám sát, đến giờ vẫn chưa thông báo cho dân trong chấn biết. Nếu như cải trang thành người dân trà trộn vào đại nghi chấn, kiểu này ngược lại còn khó tìm được bọn chúng hơn. Không sai, xem ra A Đắc, A Khắc cũng biết rõ điều này rồi. Lúc trước mới hẹn gặp nhau ở Tây Môn đại nghi chấn, ngay từ khi bắt đầu hắn đã muốn vào chấn để tìm ra tin thích khách kia rồi. Một sơ ta liền đến đại nghi chấn gặp A Khắc, tây quyết tìm cho ra tin thích khách đó. Được, làm phiền tôi yêu Thiếu Hiệp tiếp tục hiệp trợ cho một phục chúng ta. Thiếu Hiệp hả? Thật hiếm khi thấy tên đồ lặt này nói chuyện với ta. Xin chuyển cái này tới cho Tam Thiếu Già. Ờ được. À đây là gì? Tam đó thần thương là tệ nhân tu luyện. Tam Thiếu Gia mới học được một nửa chiêu thức, đã tới Tuyết Sơn rồi. Mong rằng lúc loạn lạc này có thể giúp ích cho các ngươi. Cái này ha ha, chắc chắn rồi, ta liền chuyển tới cho A Khắc. Liền làm phiền Thiếu Hiệp. Được, tới Tây Môn đại nghiên chấn gặp A Khắc thôi. Tây Môn hả? Kỳ lạ, không phải đại hẹn nhau ở Tây Môn sao? Sao lại không thấy đâu? Hả? Hình như có tiếng gì đó ở gần đây. Ngươi nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy vài tiếng bước tiếng binh khí va chạm với nhau vang lên, hình như là có người đang đánh nhau. Không phải là A Khắc chứ? Nè, lúc này rồi còn hành động một mình, đúng là không biết muốn sống nữa rồi. Muốn trách thì trách các ngươi biết quá nhiều rồi. Hừ, chỉ là mấy tên đánh lén hèn hạ. Hè tùy ngươi nói thế nào cũng được. Dù sao hôm nay ngươi phải chết ở đây. Dừng tay. Tôi yêu huynh, A Khắc ta đến giúp người. À, dù có thêm bao nhiêu tên nữa cũng vậy thôi. Xong lên giải quyết mấy tên này đi nào. Trời ơi thiệt à. Phải không? Đây. Đi. Không chết à? Chạy đi đâu? Hù hù. Chết chết tiệt, võ công lợi hại quá. Được rồi, tới phiên các ngươi. Mau ra khai ra toàn bộ mọi chuyện đi. Thử các ngươi cho rằng có thể moi được thông tin từ ta sao? Không dễ dãi đâu. Thử. Tự sát rồi. Cắn lưỡi tự dẫn rồi. Không muốn chúng ta có được thông tin, không tiếc mạng sống của chính mình. Xem ra tổ chức đứng lần sau này không thể coi thường được. Ừ, lại còn nhân lúc chúng ta tách ra mới đánh lén, cho thấy chúng ta đã bị để mắt tới rồi. Bất lực thế nào chúng ta cũng phải mau chóng tìm ra tên thích khách kia. Ta tìm được một con chó săn, chúng ta gặp nhau ở Tây Môn đại nghiên chắn đi. Túi à? Muốn lên đường sao? Tên thích khách kia lẽ ngay tại điện nghiên chấn bên trong. Chúng ta lợi dụng điệp khiển đến lùng bắt hắn. Đúng, muốn gọi án khác sao? Chúng ta đi thôi. Liền tin tưởng ưng liệp nhân chúng ta, chỗ thuần dưỡng ra liệp khiển. Nó chỉ cần nghe được mùi liền sẽ có chỗ cảnh giới. À, thớt chó săn này thật sự có thể dựa vào. Vậy chúng ta liền đi thôi. Đuổi theo chó săn, đừng để mất dấu. Được, chúng ta đi. Go go. Ê, kìa.
này hả? Trong nhà này hả? Rồi, xong. Lẽ là tên thích khách kia đang trốn ở đây. Chắc chắn đang trốn trong đó. Chó săn của chúng ta có khả năng truy tìm hàng đầu đấy. Lúc này trong phòng có tiếng người nói chuyện thì thầm chuyện ga. À khắc, tên bên trong đúng là có người thật. Ừ, chúng ta lại gần đi. Gần đây hình như có người đang điều tra việc này. Ừ, khó rồi đây. Còn chưa xử lý được bọn chúng phải không? Ừ, chúng ta phải thật cẩn thận hỗ trợ. Tên họ Mộc chuẩn bị cho tốt. Họ Mộc, chẳng lẽ là Lý đại nhân vẫn chưa tới sao? Chuyện này thích đại nhân. Tôi trọng thương chưa hồi phục, xin hãy nghỉ ngơi thêm. Không, ta muốn gặp Lý đại nhân. Hắn ở đâu? Thích đại nhân, người chớ nóng lòng. Lý đại nhân sắp tới rồi. Lý đại nhân gần như chắc chắn chính là Lý Hoặc Tương. Nhưng tên thích đại nhân lại là ta khác. Cuối cùng cũng tìm ra các ngươi rồi. Ngươi không phải là kẻ nào đã ám sát Mộc Bắc. Ngươi quả nhiên chính là người đã truy đuổi chúng ta. Mau trả lời ta. Chết tiệt, Lý đại nhân chẳng biết khi nào mới tới. Và em kìa, là tà hắc y nữ tử. Thích đại nhân, ngươi trọng thương chưa lành, chớ có tùy tiện cử động. Chuyện này không liên quan gì tới bọn họ. Thích đại nhân, rất tốt, mối thù giết cha ta phải giải quyết với người ngay bây giờ. Không biết, bị phát hiện rồi. Xem ra mấy tên thám tử chính là các ngươi. Mau bảo vệ thích đại nhân. À, dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng phải mang vị thích khách này đi. Muốn đánh thì tới đi. Khách à. Chết tiệt, mấy tên này thật sự khó nha. Này, ngươi mau dẫn thích đại nhân rời đi. Thích đại nhân, mau theo tiểu nhân đi thôi. Không, đã muốn đợi Lý đại nhân tới. Thích đại nhân, tính mạng của ngài là quan trọng nhất. Dài dòng cái gì? Tất cả tránh ngay cho ta. Để tên thích khách kia lại. Ai khác, chúng ta phải bắt lấy thích khách đưa về. Mộc Sơ còn muốn ta điều tra hỏi hắn. Tiểu Quỳnh, đừng ngăn chặn ta. Tên thích khách này phải chết ở trong ngay bây giờ. A Khắc thật sự muốn giết tên thích khách này. A Khắc, đừng quên Mộc Sơ yêu cầu. Lúc này ngươi nghe thấy tiếng phía sau có âm thanh truyền tới. Cẩn thận có tên bắn lén. Đưa thích như tiêu đi mau. Lý đại nhân, đây là lệnh. Thích đại nhân, mau đi theo tiểu nhân. Muốn đi. Hừ, ta biết ngay các ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành tai họa. Nếu không phải Mộc Khuê mềm lòng, ta sớm trừ khử các ngươi từ lâu rồi. Ngươi nói Mộc Khuê, ha ha, hiện tại đại nghiệp chính biến của Mộc Khuê đã thành các ngươi bất lực rồi. Không, không thể nào, nhị ca không thể nào. Không, sẽ không chuyện gì. À khắc, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã yêu nhị ca của ngươi sao? Giết chết cha các ngươi chỉ là bước đầu tiên trong tham vọng của hắn. Tiếp theo hắn muốn giết Mộc Sơ, danh chính ngôn thuận nắm giữ chức vị thổ tỳ. Nhị ca, nhưng hắn độc ác tới mấy cũng không nhẫn tâm giết người. À khắc, nhưng bây giờ hắn không thể cản ta được nữa rồi. Hắn còn đang bận dẫn binh tiến đánh chính người nhà của hắn cơ. Ha ha ha. Tên tiểu nhân xảo quyệt. Lý Hoặc Tương, thù giết cha ngươi cũng có phần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ừ, cuồng ngôn có bản lĩnh thì đến này hay. Trời ơi, em bé ơi, ê nè. Hey. Không chưa? Hey.
Lý Hoạt Tường trốn nhanh quá, chớp mắt đã không thấy đâu. Bây giờ giả tâm của Yika đã bị vạch trần, bọn hắn chắc chắn đã dẫn binh rìa quanh Mộc phủ. Vậy thì Mộc Sơ đang gặp nguy hiểm rồi, chúng ta mau đến Mộc phủ thôi. Tư huynh, tới Mộc phủ chuyến này cực kỳ nguy hiểm, ngươi vốn là người ngoại, cũng không phải người của đại nguyên chấn, thật sự không cần phải mạo hiểm đi với ta. Bây giờ Yika dẫn binh tiến đến Mộc phủ đã trở thành chiến trận giữa hai quân, chuyến này có thể sẽ là đi mà không trở về. Ngươi có thể rời khỏi đại nguyên chấn, không cần phải lao vào chỗ chết này cùng với ta. À khắc, ngươi nói như thế khác nào khinh thân đá. Mộc Khuê đã gia tâm lớn như thế, hắn định nhấn chìm đại nguyên chấn vào chiến hỏa, cứ coi như chỉ là một người từ nơi khác tới, cũng không thể trơ mắt ra mà nhìn được. Huống hồ ta đã giao hẹn với Mộc Sơ lúc trước, cho nên dù thế nào ta cũng sẽ giúp tới cùng. Tốt, tuy huynh đã nói như vậy, ta cũng sẽ không coi ngươi là người ngoài nữa. Chúng ta liền nhau chóng về một phủ thôi. À, chờ mỗi câu này. Trời, binh sĩ thì cũng vậy, người dân cũng như không. Có gì xảy ra cả? Wow, đánh nhau à? Ô, đã khác, quả thật đã đến tới nơi rồi. Thử đợi lấy một thương đây, xem ra quân đội của Mộc Khuê đã tấn công vào trong Mộc phủ rồi. Tôi quên, đại ca đang chiến đấu một mình, sợ gần chậm trễ chút nữa sẽ có chắc, chúng ta hãy đánh vào Mộc phủ của đại ca. Được, đi thôi. Hè, nào có thể dàn như vậy, chỉ bằng các ngươi thật sự có thể ngăn cản hai bên quân đội giao chiến sao? Thật sự nức cười. Công bằng khôn ngoan, quy hoàng bậc xá lầu, chúng ta sẽ cho các ngươi nhiều lợi lộc. Hừ, mơ đi. Hôm nay đã à khắc ta chắc chắn sẽ dẹp tan âm mưu bậc xá lầu các ngươi bảo vệ một phủ. Thế thì thử thêm, chúng ta lên. Được, ok. Rồi. Rồi xong bạn ơi. Đầu hàng đi đại ca. Dừng lại vị trí tổ tiên, ta sẽ lãnh đạo đại nghiên chấn. Ok, chuyện ngươi làm bây giờ sẽ chỉ khiến đại nghiên chấn gờ vào chiến tranh thôi. Vị ca, ngừng ta đi, đừng quên lời lão gia chỉ bảo. Ừ, lão gia đã chết, còn nói chuyện chỉ bảo làm gì? Cẩu thả, sống tạm, tắc ý vong hình, chỉ chăm chăm lợi ích bản thân đạt được rồi mà lại quên gốc. Đại nghiên chấn chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh. Ý chủ, bỏ vũ khí đầu hàng đi, chúng ta còn có cơ hội hợp tác mà. Tăng đăng đại sư, gia phụ vì các ngươi khởi công xây dựng chùa miếu, ngươi lại có thể vì tư lợi đối đầu với Mộc phủ. Ý chủ, tệ tăng làm tất cả cũng vì phục hưng đã bạch y phái. Hạ
A Khắc, tụi yêu thiếu hiệp. Ừ, mấy tên miệng còn hôi sữa cũng dám tới đây làm loạn à? Ừ, Tăng Năng bây giờ có chỗ dựa rồi, liền sức dám xuất khẩu cuồng ngôn sao? Người A Khắc, đây không phải là nơi người nên tới. Về Tuyết Sơn Điện, đừng quay lại đây. Nhị ca, ta không muốn đụng thủ với người. Ba huynh đệ chúng ta liên thủ cùng nhau giết sạch Bất Xá Lâu vì cha báo thù. A Khắc, việc đã đến nước này, ta không thể nhượng bộ. Vì tương lai của dân tộc Nạp Tây, ta sẽ không nhượng bộ. Nhị ca, Ngọc Khuê, toàn quân tấn công, áp chế phòng ngự đi. A Khắc, phải đánh thôi. A Khắc, nếu để cho Mộc Khuê đạt được mục đích, tất cả không còn kịp nữa đâu. Được, tụi mình chúng ta cùng xông lên cứu lấy đại ca. Được, chúng ta đi cứu Mộc Sơn. Mọi người cút lùi. Cái ngươi Mộc Khuê, chúng ta chỉ giúp ngươi tới đây thôi. Nếu như thành công, đừng quên ước định của ngươi với Lý đại nhân. Ha ha. Trong người bạn ơi, năm à. Càng một khuê dừng tay đi, ngươi đã thất bại rồi. Ai nói ta thất bại? Chỉ cần trong tay ta còn cái này, ta còn cơ hội. Di vật của cha. Không sai, đây cũng chính là khối ngạc thư ở trong hộp gỗ của cha. À, là thiết thư. Ta sẽ cho các người thấy sức mạnh mà ta lấy được từ vũ khí lạc thư và chiêu phi tuyết thần tuyển này. Ca. Phi tuyết thần tuyển hả? Ồ, không ngờ, hay là chiếc ngoặc này. Khó vậy. Thiên thư lẻ trong tay Mộc Khuê hơn nữa, còn có thể sử dụng sức mạnh của nó. A Khắc, sau khi ngươi rời khỏi Mộc phủ, ngươi thật sự đã mạnh lên nhiều. Ca, dừng ta đi, chúng ta cùng nhau lên liên thủ giết Bất Xá Lâu, báo thù cho cha. A Khắc, ngươi hãy nghe cho kỹ, cù nhân giết cha có ba. Thứ nhất là sứ giả của Bất Xá Lâu Lý Hoạt Tường. Thứ hai là tên tích cách được đào tạo Thích Như Tiều. Về phần tên thứ ba bây giờ đang ở trước mặt người. Không, Nhị ca, ngươi chỉ là nhất thời bị Bất Xá Lâu dụ dỗ mới đi sai đường. Chúng ta Ừ, A Khắc, ngươi đã là lãnh tụ của Ưng Liệp dân tộc, nhưng vẫn không thể bỏ được tính mềm lòng. Nhưng thế gian này không có đơn giản như ngươi nghĩ. Bị dụ dỗ là như thế nào, đi lệch đường là như thế nào, ta giết cha của chúng ta lại là một phủ mang tính nạn binh hỏa, điều là sự thật tình rành. Chuyện này về chúng ta luôn luôn là huynh đệ tốt với nhau, là có chuyện gì không thể tha thứ. Đại ca, ta không cần người tha thứ. Chiến tranh chắc chắn sẽ phải có sự hy sinh, nhưng ta thấy mình cũng không làm sai chuyện gì cả. Ta vẫn cho rằng một phủ nhất định phải được lãnh đạo bởi ta, đối với bộ tộc của chúng ta mà nói mới là chuyện tốt. Cho nên dù cho bại trận, ta cũng sẽ không hối hận. Vì tương lai của tộc nhân mà chết, đó là điều vinh quang nhất. Đại ca. À, cả đời một khuê này cuối cùng cũng không uổng phí được cuộc sống. Nhưng mà A Khắc, đợi ta tiếc nuối một điều duy nhất, chính là không thể được nhìn thấy người sử dụng vì tiết thần điển. Nhị ca, ai vì thí chủ sống chết có số, không cần khổ sở như vậy. Không bằng hồ sơ của gia hay để chùa tua tệ nhân. Tăng Đăng, nơi này không chào đón người, ngươi đi đi. Chuyện này con người không thể phải thánh điện, coi như có phạm sai lầm cũng đều có thể tha thứ.
Đại sư mời vị chủ đi, nếu tình gia phụ quý vị tự có thể tiếp tục giảng đạo ở Đại Nghiên Chấn. Nhưng mà phủ không phải muốn lại dính vào chuyện giang hồ tranh đấu, xin đại sư đừng dừng lại, dừng lại đến phiền nhiễu. Không còn tham gia giang hồ tranh đấu, ai có dễ dàng như vậy sao? Chính biến của Mộc Khuê nhờ có người, ngươi cùng A Khắc đồng tâm hiệp lực chống lại đã tuyên bố thất bại. Cái chết của Mộc Dương Mộc Đắc cùng với Nhị Gia sau đó được bố cáo ở Đại Nghiêm Chấn, nhưng ở dưới sự quản lý của Mộc Sơ, dân tâm cũng rất nhanh được ổn định lại. Mấy ngày sau, à, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ừ, trên chấn cũng không lâm vào hỗn loạn, cũng nhờ đại ca quản lý rất tốt. Ừ, ngoài ra A Khắc, ta có một chuyện muốn hỏi. Ừ, chuyện gì, cái gì cứ tự nhiên hỏi. Trước khi Mộc Khuê chết có nói phi tuyết thần tiễn đó là cái gì? Ừ, phi tuyết thần tiễn là tiễn nghệ tổ tiên của chúng ta có một thức khó nhất. Lúc ta còn thiếu niên từng hỉnh giáo nhị ca nhưng làm thế nào cũng không học được. Lúc ấy nhị ca liền nói muốn học cho giỏi chiêu cung thuật này chỉ có một điều kiện. Một điều kiện? Ừ, đó chính là phụ. Cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì sao lại dội đến đây? Chuyện này là đại gia sai tiểu nhân tới thông báo. Đại hội cung thuật đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể bắt đầu, chỉ thiếu hai vị thôi. Đại hội cung thuật. Ừ, ngươi giấc giả rồi, chúng ta sẽ tới. Chú huynh, chúng ta mau tới một phủ thôi, đại ca đang đợi chúng ta rồi. A Khắc, đại hội cung thuật lần này ngươi sẽ tự thi sao? Ha, đây có lẽ là lần cuối cùng ta dự thi, đương nhiên phải đánh vài trận cho sảng khoái. Lần cuối cùng dự thi, chú huynh không phải bỏ chúng ta trước mắt, tứ tới một phủ đến lúc đó lại nói cũng chưa muộn. Nếu vậy thì chúng ta liền đi thôi. Ừ, cũng nhân cơ hội này có chuyện về cuốn thiên thư kia cùng một sơ. Vì một phủ ta không ngại liều mình, nhận lấy khen thưởng cũng không gọi là quá đáng được. Thần Tiễn Liên Châu nè.
Đi. Đi từ từ. Tiễn Liên Châu. Tiễn Liên Châu là cuối cùng là gì? Thương Ưng Đại Chấn Sĩ. Còn Tiễn Liên Châu, Liệp Ưng Tiết Sơn. Và cái đi. Ủa giờ như đi chơi như đi chợ vậy. Wow. À, không ngờ có nhiều người tới đây quan chiến như thế. À, chẳng lẽ không phải đại hội cung thuật này dùng để tìm ra ai là chiến sĩ nạp tay mạnh nhất, các trận đấu chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hoan nghênh các vị đi tới một vụ. Đại hội cung thuật năm nay một lần chính thức bắt đầu. Trước trận đấu xin để ta nói thêm vài câu. Nhưng toàn bộ nhờ một vị thiếu niên anh hùng xuất thủ tương trợ cho một phủ, khi ấy mới có thể giải trừ được kiếp này. Vị thiếu hiệp đó chính là Lữ Dạ, tôi yêu game từ nơi khác tới. Ta xin mời vị Lữ Dạ từ nơi khác này tham dự đại hội cung thuật lần này. Có thể dự thi rồi, tại sao không xuống làm vài trận? Cái này ta chỉ là tới đây để lấy thiên thư. Mấy ngày nay không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ? Ừ, nhận được sự chiêu đãi của các ngươi, khách sạn đều sắp biến thành nhà của ta rồi. À, như thế cũng tốt. Tôi thiệp, chuyện này đã nói là cung thuật rồi, nhưng cách kéo cung ta cũng không biết a. Kể cả ngươi không biết cung thuật cũng có thể tham gia. Không sai, đại hội lần này mặc dù gọi là cung thuật nhưng cũng không quy định mỗi người tham gia đều phải biết cung thuật. Như thế a, đương nhiên dự thi hay không vẫn là do tôi thiếu hiệp quyết định. Ừ. À, có được cơ hội tham gia, tuy nhiên muốn lên sàn đánh mấy trận. À, tôi yêu huynh thật. Ừ, vậy tại nhân ngay lập tức sắp xếp một đối thủ cho tùy huynh thiếu hiệp. Nhưng mà một sơ, trước khi bắt đầu thi đấu ta muốn người đáp ứng ta một việc. Ta không cần gì khác, ta cần thiên thư trong tay một khuê lúc ấy. Thứ, nhưng cái gọi là thiên thư này bên trong chứa đựng một sức mạnh vô cùng lớn, sợ gần sẽ dẫn tới có người ngấp nghé. Một sơ, ta có lý do của ta. Là mà võ nghệ của ta cao cường như vậy, mấy tên phi tặc nhầm ngón thư thì làm gì được ta. Không, tôi tiêu thiếp hoàn toàn không cần phải lo. Muốn hồ tệ nhân muốn rời khỏi võ lâm tranh đấu, chuyên tâm quản lý đại nghiên chấn để thiên thư lại trong một hũ cũng không tiện lắm. Đúng vậy, chẳng lẽ để cho một lữ nhân nay đây mai đó mang theo từ thì tốt hơn một lại khiến cho đại nghiên chấn lâm vào nguy hiểm. Ừ, vậy thì cứ thế đi, chỉ cần thiếu hiệp tham gia giải đấu này chứng minh được thực lực của người trong giải đấu, một hũ liền đem thiên thư trao tặng. Ngoài ra dựa vào khả năng của thiếu hiệp sẽ có thêm những phần thưởng khác. Giải thưởng khác sao? Hào phóng vậy sao? Nói cách khác, ta sẽ cần chỉ cần dự thi là sẽ có thiên thư, nhưng căn cứ vào phép hạn sẽ có phần thưởng thêm khác sao? Đúng là như thế. Được, ta sẽ tham gia. Được, sắp xếp đầu đi đấu rồi, mời thiếu vị thiếu chuẩn bị. Bây giờ mới tập bắn cung mà. Okay. Kính gửi nhân dân nạp tay chồng chấn, đại hội cung thực lần này sắp bắt đầu. Đại hội cung thực trận thứ nhất, Lữ Dạ tùy yêu game đến từ nước khác đối đầu với cung tiễn binh Ahi Aya. Nghe ta sẽ không hạ thủ lưu tình, bất mạnh miệng tới đi. Từ. À. À. Cùng tiện nè. Đại hội cung thuật trận thứ hai, Lữ Dạ tươi game tới nơi khác đối đầu với Ưng Liệp Thợ Săn A Quý. Được, tới đi A Quý. À, trận thứ ba, Săn A Tịnh. Hả, đại ca mạnh thật nhưng so với đại ca còn lợi hơn, nhưng ta so với đại ca còn mạnh hơn ha. Để xem khả năng của người tới đâu.
À, cung à, cung thủ à. Được, cung thủ. Ra khỏi cần diễn. Hòa Úc Thanh, Hòa Gia Mã Bang. Hòa. À, sao lại là ngươi? Ừ, ta cũng là người của Đại Nguyên Chấn, đương nhiên sẽ có thể dự thí gọi. Ta để ta giấu quấn tên vô lại nha người. Vẫn còn thù sao? Ý giờ xong. Cung thực trận thứ 5, tự giả thư game từ nơi khác đối đầu với Ưng Liệp Săn A Mang A Thiên. A Mang A Thiên à. Được, được. Cũng thật à. Ta chơi cũng thật cái người gì. Thì A Cống à. Chỉ sợ ngay cả ta người cũng đánh không lại đến đây. Tuyết Sơn thần A Đắc A Khắc. Ủa chơi A Khắc luôn rồi à. Người quả nhiên cũng tiến vào được trận chung kết. Chúng ta liền ở đây đánh nhau một trận sảng khoái nào. Thật chất giả tới đây, ta không chịu thua. Trời ơi, thua cái gì nè. Phù phù. Thắng. Phù phù. Hảo thân thủ, ta cam bái hạ phong thừa nhận thất bại. A Khắc đà tạ. Người chiến thắng đại hội xạ nghệ lần này chính là Lữ Dạ, tôi hiểu kèm tên đường được khác. Không có gì. Thiên phú dị bẩm, ta tin rằng chỉ vài năm huynh sẽ trở thành một cung thủ xuất sắc. Ta không hề muốn làm cung thủ, ta muốn về nhà cơ. Đây là thiên thư mà tệ nhân đã hứa, là phần thưởng thắng tất cả các trận giao cho người. Được, ta trước hết cảm ơn thổ tỳ, không dám nhận. Vừa mới nhậm chức còn nhiều điều phải học hỏi. Ngoài ra tôi lần này đường phải cẩn thận một chút, lúc nào định gọi về thăm đại môn Mộc phủ. Vĩnh viễn mở rộng chào đón thiếu hiệp. Được, đã khác người tiếp theo định làm gì? Mối thù với cha chắc chắn phải hướng tới Bắc Sa Lộ lại đòi lại, nhưng ta cũng không thể bởi vậy mà bỏ bê công việc của bộ tộc. Trong thời gian này ta sẽ đợi ở bộ tộc, nhưng nếu tôi yêu huynh cần ta sẽ cùng ngươi lên đường. Tốt, ta sẽ đi qua. Xong rồi, cuối cùng cũng có được thiên thư. Nhưng khối mai rùa này chính là lạc thư sao? Một khối nhỏ như vậy, đây thật sự là thiên thư sao? Nhìn kỹ, trên bên trên có khắc hoa, hòa, thuẫn, nghĩa là giáo và khiên. Thánh ký dụ hủng dũng hề hụ dĩ dũng trung cương cường hề bất khả lăng. Đây là phía trên hình như là hoa văn của giáo và khiên lại trở thành chữ. Đã khác ngươi cũng nhìn thấy được phải không? Xem ra Mộc Khuê chính là hiểu được sự huyền bí của thiên thư mới có thể sức mạnh như vậy. Phía trên của thiên thư này có ghi lại thủ pháp, hình như là công phu có thể dĩ cường chế nhu. Thiên thư này quả thật ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Cuối cùng đại hội cung thuật coi như kết thúc viên mãn. Sau khi Mộc Sơ giao lại thiên thư cho người, Mộc Phủ cũng chính thức rời khỏi Võ Lâm, từ đây không còn dính dáng Võ Lâm tranh đấu. Mà người cuối cùng cũng đã lấy được một mảnh thiên thư, con đường trở về nhà lại gần thêm một bước. Phủ cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ai, chỉ tiếc con Tuyết Trực Điều Kỳ có thể cứ thế mà chết đi, nếu mà còn sống, nói không chừng A Khắc đã thần phục nó nữa nha. A Khắc nói hắn sẽ đợi ở bộ tộc, có thời gian rảnh hãy qua thăm đi. Gì đây? Mình đi. Con khỉ nè.
xong. Thù hầu nhi tử tính tài, nhanh đi giao nộp thôi. Đám kỳ con này lẻ, dùng chút công phu mà cứ khắp nơi. Cái vụ này thảm đuối được lắm. Trời ơi, đi về chả không được. Cái Tô Thanh Thủy sự kiện ở đây à? Tên ở Trà Trang nè. Là một quyển bí tịch, nhưng cái thú này cách ăn vậy sao có thể ở trong đó? Trong có vẻ đây là một quyển ám khí bí tịch, trong đó lại ghi thủ pháp, hình như là chính là thủ pháp ám khí của nữ khách và Lý Quốc Tương. Ok. Truy hồn thất phá. Đây. Phi tiêu đúng không? Sự kiện ở đây Lăng Chung Nhạc, tín nhiệm của Lăng Chung Nhạc. Đi đây. Lạc Hứa hả? Lạc Hứa kêu ở đây nó có gì đó. Bán thạch. Đi nhẹ mà. Đây hả? Hả? Lúc mê tàn tiểu hài. Hang động hay có gì không? Đó, thi nhân. Ấy dân hình bữa hồ hồ. Nó tập kết à nè, có cái hang nè. Cái này hả? Cái này bữa đó mình đi rồi.
Da con hổ á. Được. Đây gì? Khi con cắt cụ thì nó không có à, cao quá nó không có, không có lộn mèo. Ủa, sao còn người nữa? Cái cát mã tử nó không được vô đây rồi. Mình đi đến mấy sống lâu à, vô hợp đầu bếp mà mình học cái món đó thôi. Ở đây ở trong bếp thơm quá, ăn một miếng bọn em không có thiệt đâu. Ăn đi. Đây không phải là chính bí mật của con loa, chắc không phải đâu. Tao thấy cụ này ở mấy cái này thế gì? À, là phần phủ chỉ huy sứ. À, thiên ngoại lai khách, người đến lúc lúc lần trước lão phu từ trong miệng đám tặc tử kia hỏi được không ít tình báo có ích. Trước mắt đang cùng hai vị tán nhân thương thảo bước hành động kế tiếp. Người cũng tới nghe thử đi. Thật sao, chỉ huy sứ, người hỏi ra tình báo gì? Theo những tặc tử kia khai nhận, bọn hắn thủ hạ của báo Dương Phùng Quang Hí không ngờ lại được Phùng Quang Hí vậy mà cũng có là một trong những thủ lĩnh của Bắc Sa Long. Lão phu phái người điều tra bối cảnh của người này thì ra lại là đại thủ lĩnh của đám giặc cỏ ở Tây Thục, lại là con trai công thần khai quốc công thần Phùng Bách Chiến, Phùng tướng quân. Phùng Quang Hí kia là người gì? Cũng khó trách người không biết Phùng Quang Hí kia là thủ lĩnh giặc cỏ tiếng xấu nơi bậc nhất đất Thục xuyên mấy năm gần đây, tính cách ngang ngược, lòng tham không đáy, nơi hắn đến đốt giết cướp giật, cướp tiền đoạt thóc không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ta mấy lần phái binh tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ, nhưng Phùng Quang Hí võ công cao cường, vừa người vừa lại xảo quyệt, lần này cũng để hắn trốn đi. Tôi nói hắn là con của công thần vậy, hắn lẽ nào không phải là cơm áo cơm phú quý trải qua cuộc sống công tử sao? Sao lại chạy đến đất Thục này làm thủ lĩnh cường nào chứ?
Tiểu lão đại, người mới đến chưa rõ duyên cớ nơi này lắm. Trên thực tế, cả nhà Phùng tướng quân sớm đã qua đời nhiều năm trước. Qua đời, cả nhà bọn họ chết hết. Ai nhà, trên núi Phùng gia này là gieo gió bão à? Ở tại phải điều do thiên ý sao? Chỉ huy sứ, từ mẫu người nói những việc này sợ là sẽ phạm tội khi quân. Ta là một tên dân quèn, nói năng bừa bãi, ngươi cũng đừng vì những lời này bắt ta đi tội tội chém đầu a. Từ tiên sinh không cần khẩn trương, thánh thượng cách xa dặn dặm, hiên tính của hắn chỉ sợ chưa chú ý đến nơi này. Ừ, cũng phải, vậy ta cứ yên tâm nói nha. Phùng tướng quân này a, năm đó chính là một đại tư trướng dưới quyền của thánh thượng. Tuy là chiến công hiển hách, lại thường xuyên dựa vào cái danh chinh phạt, bắt người cướp của, trung gian kiếm lợi túi tiền riêng, làm người ta chỉ trích. Nghe nói thánh thượng bất động thanh sắc, phong thưởng vẫn như cũ, thầm sai người trải lời đồn bất mãn với hắn, khiến cho Phùng tướng quân kia ngày đêm sợ hãi. Cuối cùng có một ngày vì vậy mà phát điên, giết sạch cả nhà Phùng gia lớn nhỏ của hắn, sợ tội tự vẫn. Hắn tự giết cả nhà. Không sai, sau đó thánh thượng thừa cơ các quan tước của Phùng gia xét nhà kết án, cũng cho phép người khác truy cứu chuyện này nữa. Theo lý mà nói, từ trên xuống dưới nhà họ Phùng hẳn là không có bất cứ ai sống sót. Nhưng Phùng Quang Hí đúng là con của Phùng tướng quân, không biết sao lại sống đến nay còn trở thành thủ lĩnh giả cỏ. Nam nhàn, đáng tịch hỏa phúc. Ai nha, phải, sao ta không phát hiện, trừ khi hắn thực sự là một trong bốn người kia. Đáng tịch hỏa phúc a là tứ sứ bất xá lâu mà trước kia Nam nhàn người nhắc đến. Người này gọi là Phùng Quang Hí, trong danh tự có chữ hí, chắc là ứng với chữ tịch bên trong đảng tịch hỏa phúc. Ta có ý tưởng này là bởi vì chúng ta qua sự giúp đỡ của Tiểu Mục Cát tra ra được thân phận của một tên thủ lĩnh khác, là nữ tử có tên Lam Phất Y. Theo lời của Phiền các chủ, người này hình như từng là một thành viên trong Tiểu Mộng Cát của nàng các nàng. Lam Phất Y, đúng, nàng khẳng định cũng là một trong tứ sứ bất xá. Cái này cũng quá trùng hợp, có thể sử dụng thủ hạ của bốn người tập hợp được danh hào này. Lâu quá bắt sau lâu này vẫn có phẩm vị. Lam à, hẳn là chỉ huy sứ có tính toán gì? Chỉ là nhớ tới một chuyện cũ năm xưa. Nhiều năm trước còn có một vị cùng nổi danh với Phùng Bách Chiến, từng vì tội danh tập kích quấy rối dân thường, bị cẩm y vệ thủ hạ của thánh thượng kê khai tài sản sát hại. Chẳng lẽ vị Lam bậc là Lam Phất Y cũng là? Nếu đám tặc tử Bất Xá Lâu này tất cả đều là con cháu của các công thần từng có ân oán với thánh thượng, vậy thì không nói cục rõ lý do mà mục đích gây sóng gió trên đất Thục, muốn báo thù hoàng đế à? Đám tặc tử này đã có ý muốn gây hại cho thánh thượng, lão phu liền càng không thể khinh thường, cần gia tăng cường độ diệt trừ phiến loạn. May mà đám kia tặc tử còn tiết lộ một cứ điểm bí mật, lão phu hiện đang triệu tập binh mã chuẩn bị đến đó thảo phạt. Tảo nương, Từ tiên sinh, theo lão phu suy đoán, trong tay đám tặc tử này khả năng cũng nắm giữ thiên thư. Sự ủng hộ của hai vị là trợ giúp quan trọng trong chiến, trong các quân sĩ trong đất tộc ta. Hai vị có bằng lòng đồng hành cùng lão phu dò tìm lai lịch của Bất Xá Lâu không? Rất tốt, rất tốt. Đây gọi là đọc ngàn quyển sách, không bằng đi dạng dặm đường. Ngồi nói, không bằng đứng lên đi, chỉ huy sứ, chuyến này từ mổ, đi theo ngươi. Giờ phút này vẫn cần một trọng đề phòng Bất Xá Lâu đột nhiên đánh lén. Ta cứ ở lại nơi này canh phòng dậy. Nam nhàn, ngươi bảo vệ chỉ huy sứ cho tốt, đừng làm mất mặt cả tộc Hà Lạc chúng ta. Cứ để Từ Mỗ lo hết trò, ta muốn xem thử cứ điểm Bất Xá Lâu này trông như làm sao. Chỉ huy sứ Nam nhàn, các ngươi muốn tiến công cứ điểm của Bất Xá Lâu hay là cũng cho ta đi theo? Ta cũng muốn xem thử đám người dành thiên thư với ta rốt cuộc muốn làm gì. Không được, ngươi là biến số mà Bất Xá Lâu khó dự đoán được nhất, cũng là phòng tuyến cuối cùng giúp ta phe ta đối kháng Bất Xá Lâu, không nên tùy tiện mạo hiểm. Không sai, đại nương ta đây còn có một chuyện khác muốn nhờ người xử lý. Bên phía Bất Xá Lâu cứ giao cho Nam nhàn và chỉ huy sứ đi. Ai, chỉ huy sứ nói cũng có đạo lý. Được, ta hiểu rồi. Hai vị đi đường cẩn thận. Tiểu lão đệ đừng nhục chí, đợi Từ Mẫu trở về uống cùng ngươi một chén, kể về chuyện Bất Xá Lâu kia. Lời từ trong miệng ngươi nói ra, sợ không phải lại phải thêm mắm thêm muối, nói đến ba hoa thiên địa. Ok, hài tử chúng ta cuối cùng tìm được bắt sủ rồi.
Bác sự, hắn ở đâu? Hắn không có sao chứ? A Sảo ở trượng nhân thôn phát hiện hắn, tính mệnh không sao hết, nhưng gặp phải trở ngại gì đó, không thể dẫn hắn trở về, bây giờ đang ở trượng nhân thôn cho chúng ta giúp đỡ. Trở ngại không sai. Cho nên đại nương ta muốn nhờ hai tử ngươi và Y Doãn cùng đến trượng nhân thôn đi xem thử tình huống của A Sảo và bác sự, đồng thời bảo vệ hai người bọn họ trở về an toàn. Thì đệ, sư đệ tốt, không vui. Nào sư tỷ, ta à cũng không thường chấp hành nhiệm vụ cùng nam hài tử đâu. Khục khục, vui vẻ có đồng hành cùng chạy sư tử, ta rất vui vẻ. Hai người các ngươi trên đường cẩn thận đề phòng đói bụng thì hâm nóng những món này lên ạ. Ma bà đậu hũ, đa tạ đại nương. Vậy thì sư đệ tốt, sư tỷ ta liền đi trước một bước. Không phải vừa chúng ta đi chung à? Thật cái A gần đây hoạt động của bác xa lâu rất đầu dồn dập, dọc đường cũng trở nên không được yên tĩnh cho lắm. Hai chúng ta chia nha hành động mới không bị người khác phát giác. Hội họp ở trượng nhân thôn cùng ta nhé, sư đệ ngoan. Thiệt là hay lắm, ta không cần đi chung người động. Được, ta cùng. Được à, ta còn tưởng rằng hai tử từ từ sẽ đến, đại nương cũng sẽ cầu vũ cho người. Tạ ơn đại nương. Đại nương đây chẳng lẽ đã biết hết tổng hết rồi sao? Ta vẫn tranh thủ thời gian đến trượng nhân thôn tìm A Sảo và bắt rủ thôi. Ok các bạn, bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn tập tiếp theo của trò chơi. Bye bye, see you again. Tập tiếp theo mình sẽ đến trận nhân thôn nha.